Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết ngày 25 tháng 6, khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cần phải đề phòng với hiện tượng dông lốc và gió giật mạnh. Dự báo, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày có mưa rào và dông cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Khu vực Hà Nội từ hôm nay đến ngày 25 tháng 6, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Các chuyên gia cảnh báo, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh khi mưa lớn, kèm các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.